Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình truyền hình Kinh tế và Đô thị hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đồng Tháp vừa khai trương trung tâm giới thiệu sản phẩm và du lịch tại địa chỉ 566 đường Nguyễn. Hà Nội chi 114 tỷ đồng rửa đường, giảm ô nhiễm. Triều Tiên cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 của từng quận huyện thị xã vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ hanoi.edu.vn. Các trường công lập vẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo tuyến do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định và sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải cấp mã số tuyển sinh cho cha mẹ trước ngày 1 tháng 7. Lớp 1 tuyển sinh từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 8. Trẻ 5 tuổi tuyển vào các trường mầm non từ ngày 4 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 8. Tuyển lớp 6 từ ngày 7 tháng 8 đến hết ngày 9 tháng 8. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tiến hành làm rõ và tạm giữ 14 đối tượng để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, rạng sáng ngày 7 tháng 6, tại khu vực nút giao thông Hàng Tre, Hàng Thùng, xuất hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, la hét và đâm vào một người dân đang chờ đèn đỏ. Nạn nhân bị thương rất nặng. Qua xác minh, đội cảnh sát hình sự quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và đưa 14 đối tượng trong nhóm trên về trụ sở để đấu tranh xử lý. Trong số này, hầu hết đang là học sinh trung học phổ thông, một số khác đã bỏ học từ khá sớm. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế Nguyễn Việt Hùng. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi ở đối với hai bị can. Các bị can gồm Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1956, trú tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Phạm Hồng Châu, sinh năm 1957, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Thông tin từ Bộ Tài chính vừa cho biết, theo công văn lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan về dự án nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, sớm trình Quốc hội, Bộ Tài chính đang đề xuất phương án giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 900 đồng một lít, xuống còn 2.100 đồng một lít. Theo cơ quan soạn thảo, mức thuế này vẫn đảm bảo nằm trong khung thuế bảo vệ môi trường của nhiên liệu bay theo quy định tại Luật thuế bảo vệ môi trường. Đồng Tháp vừa khai trương trung tâm giới thiệu sản phẩm và du lịch tại địa chỉ số 566 đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội. Như vậy, các bà nội trợ và người mua không cần phải đến Đồng Tháp mà vẫn có thể thưởng thức được các đặc sản của địa phương này. Điểm độc đáo là sản phẩm không chỉ là những tài nguyên bản địa từ thiên nhiên như sen, xoài, quýt, nem mà còn có tất cả các công trình sáng tạo, từ đó thành những sản phẩm mới, duyên dáng, hiện đại và hấp dẫn. Đó là bộ sưu tập tinh dầu của Đoàn Thùy, bộ nón, túi sách, trà từ sen của Công và Eco Lotus, bộ bánh phồng đủ loại trái cây của Sandy Nguyễn, bộ cá cỏ may chế biến thấy ngon mà ăn còn ngon hơn, bộ củ ấu tách vỏ. Kênh truyền hình chúng tôi sẽ có chuyên đề về các đặc sản được bày bán tại trung tâm. Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn mới nhằm chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online thông qua giao dịch trên hệ thống chuyển tiền quốc tế giả mạo. Đối tượng thường sử dụng là giả lập một hóa đơn chứng từ tiếp nhận tiền của dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union, chụp ảnh hóa đơn gửi tin nhắn cho bị hại, khiến bị hại tưởng rằng bên mua hàng đã thực hiện lệnh chuyển tiền. Thông qua điện thoại, Zalo, Facebook, các đối tượng sẽ lừa người bị hại đăng nhập vào đường link khai báo thông tin mã OTP giả mạo Western để hoàn tất giao dịch chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Bộ Công an cảnh báo chỉ thực hiện giao dịch trên các website chính thức, công khai của các tổ chức tài chính ngân hàng, tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác, hạn chế việc công khai ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trích 114 tỷ đồng từ ngân sách để rửa đường chống nóng và giảm ô nhiễm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch tưới nước rửa đường của 30 quận, huyện, thị xã. Theo đó, thành phố yêu cầu việc rửa đường tuân thủ nguyên tắc bảo đảm vệ sinh môi trường, không chồng lấn với các hoạt động của xe quét hút và không tưới nước rửa đường trong những ngày mưa. Ngày 9 tháng 6, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở Tài chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Tài chính đã đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục triển khai đưa vào vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cốt lõi, đảm bảo tạo nền tảng thực hiện chính quyền điện tử, góp phần từng bước xây dựng thành phố thông minh, chính quyền số. Ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy cho biết, để đạt được kết quả này, Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính luôn đoàn kết, thống nhất, quán triệt, vận dụng đúng đắn đường lối nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và tình hình thực tiễn của cơ quan, nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm tháng đầu năm, toàn ngành du lịch chỉ đón 3,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế, chủ yếu rơi vào quý 1. Tháng 4 và tháng 5 hầu như không có khách, giảm 50% so với cùng kỳ. Khách nội địa khoảng 16 triệu lượt, giảm hơn 60%. Tổng thu toàn ngành giảm 47,4%. Tổng cục Du lịch đã đề xuất chính phủ kéo dài ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 từ thứ Tư đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch nội địa. Ngày 8 tháng 6, truyền hình Kinh tế và Đô thị nhận được phản ánh của tổ dân phố 12, phường Trung Tự, quận Đống Đa đề cập đến một cây bằng lăng chết khô hơn một năm qua, đe dọa đến an toàn của người dân. Và ngay trong sáng nay, ngày 9 tháng 6, các phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại sân chơi A4, khu tập thể Khương Thượng để tìm hiểu vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại sân chơi nhà A4 tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Và theo phản ánh của người dân thì tại sân chơi này tồn tại một cây bằng lăng rất là to và đã bị chết từ lâu. Điều này gây nguy hiểm cho người dân cũng như là trẻ em thường xuyên chơi tại khu vực này. Ngay sau khi nhận được phản ánh từ truyền hình Kinh tế và Đô thị thì phòng quản lý đô thị quận Đống Đa cũng như là Ủy ban nhân dân phường Trung Tự đã cử lực lượng chức năng xuống để xử lý và đốn hạ cây đảm bảo an toàn cho người dân. Bắt đầu từ một lá thư của người dân tổ 12 phường Trung Tự, quận Đống Đa phản ánh lên đường dây nóng đề cập đến việc tại sân chơi của trẻ em và người dân tại nhà A4, khu tập thể Khương Thượng có một cây bằng lăng chết khô hơn một năm nay. Bà con đã nhiều lần phản ánh nhưng cho đến nay cây khô vẫn đang trơ lì cùng với thời gian. Vài giờ sau phản ánh của truyền hình Kinh tế và Đô thị, ông Đặng Minh Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Tự và một số nhân viên của phường Trung Tự đã có mặt tại hiện trường. Trong cái nắng gay gắt của Hà Nội ngày hôm nay, nhưng tổ quản lý đô thị của phường Trung Tự đã nhẫn nại, cắt tỉa và đốn hạ cây khô. Khi mà nhận được thông tin về cây chết trên địa bàn phường tại cái sân A4, tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự thì chúng tôi cũng đã phối hợp với phòng quản lý đô thị để ghi nhận hiện trạng và phối hợp với công ty cây xanh để cắt hạ để đảm bảo an toàn cho nhân dân cũng như là các cháu chơi trên sân vào dịp hè. Sau khi đốn hạ và đào các cái gốc cũ đi thì chúng tôi sẽ tiến hành trồng ngay trong thời gian tới để đảm bảo cái bóng mát cũng như duy trì về cái kế hoạch trồng cây hàng năm. Việc làm của Ủy ban Nhân dân phường Trung Tự, quận Đống Đa đã được bà con tổ dân phố 12, phường Trung Tự ghi nhận. Tôi thấy rất là cảm ơn chính quyền và báo của đô thị đã kịp thời đến để đốn cái cây mục này đi. Là vì mùa mưa bão sắp tới mà bây giờ làm kịp thời này chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm. Thế mong muốn của chúng tôi là sau khi đốn chặt cây mục này thì sẽ trồng được cây mới để cho nó mát sân cho các cháu nó chơi, cho nó được đẹp phố phường. Giờ đây, các em nhỏ đã có thể yên tâm đá bóng tại sân chơi này, còn người già có thể tập thể dục mà không phải lo lắng cành cây gãy. Điều bà con mong muốn tiếp theo là bao giờ phường sẽ trồng cây thay thế. Tin quốc tế, sáng nay mùng 9 tháng 6, Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt các đường dây nóng với Hàn Quốc cùng các đường dây nóng giữa quân đội và hai văn phòng tổng thống của hai nước như một bước đầu tiên tiến tới dừng toàn bộ tiếp xúc với Seoul. Trong vài ngày qua, Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc dọa đóng cửa văn phòng liên lạc liên triều và nhiều dự án khác nếu Seoul không ngăn chặn những người đào tẩu phát tờ rơi và các vật liệu khác vào nước này. Hiện hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến liên triều 1950-1953 chỉ chấm dứt bằng thỏa thuận đình chiến. Tại châu Âu, tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều quốc gia trong khu vực đang hướng dần tới việc trở lại trạng thái bình thường sau đại dịch và cố gắng kích cầu ngành du lịch để kịp đón khách vào mùa hè. Liên minh châu Âu EU cho biết, khối này có thể sẽ mở cửa trở lại biên giới vào đầu tháng 7 tới cho khách du lịch từ ngoài khu vực này, sau khi một số quốc gia trong khối đã tiến hành dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ các nước khác ở châu Âu.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 8 tháng 6 đã kêu gọi các quốc gia tiếp tục nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19, khẳng định dịch bệnh đang diễn biến xấu đi trên toàn cầu và vẫn chưa đạt đỉnh tại Trung Mỹ. Trả lời họp báo trực tuyến, Tổng Giám đốc WHO nêu rõ đại dịch đã trải qua hơn 6 tháng. Đây không phải là thời điểm để bất kỳ quốc gia nào lơ là trong cuộc chiến. Hiện số ca mắc bệnh tại các quốc gia Trung Mỹ vẫn đang trên đà gia tăng. Chuyên gia của Đại học Bridgeport Mỹ cho rằng ý định thiết lập vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc tại Biển Đông có thể tác động tiêu cực tới quan hệ giữa Bắc Kinh với ASEAN và với Washington. Dư luận hiện đang quan tâm tới tin đồn rằng Trung Quốc có thể sẽ ra tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không bao trùm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Báo South China Morning Post dẫn một nguồn tin quân đội Trung Quốc nói Bắc Kinh đã lên kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông từ năm 2010. Trung Quốc chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để công bố. Hãng tin Reuters dẫn lời tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, Trung tướng Kevin Snyder, nói rằng Trung Quốc đang lợi dụng dịch COVID-19 để đẩy mạnh các yêu sách chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông thông qua sự gia tăng hoạt động của các tàu hải quân nhằm đe dọa các quốc gia khác cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này. Việc Trung Quốc công bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của Mỹ và các đồng minh khác tại khu vực. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin truyền hình của Báo Kinh tế và Đô thị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!